Trong phân khúc năm củ khoai thì anh em không thể tìm ra được một con đồng hồ nào có cái con rồng nổi khối đẹp hơn con đồng hồ này. Đây là Hanh Pro. Cùng xem chi tiết cái đồng hồ này nha. Ok, let's go. Mình không nghĩ con đồng hồ này chỉ có giá 5 củ mà nó nét đến như vậy. Nó còn hơn những con đồng hồ siêu cấp mà nhái Jacob & Co. Thì ở trên thị trường hiện tại mình thấy là 7 đến 10 triệu lần. Đây là hộp của nó. Hộp được làm bằng gỗ thông rất là đẹp nè. Bên trong thì có một cái hộp da. Kính của những con đồng hồ này thì anh em đừng có mong kính sapphire nha, vì chỉ có thể làm được kính của nó là kính khoáng thôi. Con rồng ở trong con đồng hồ này đó là con rồng được CMC từ thép 316 nha. Đó là hai phiên bản, khung thép trắng và khung thép vàng hồng. Chắc chắn con đồng hồ này phải sử dụng khóa thông minh rồi anh em, vì nó sẽ bảo vệ cái đồng hồ không bị rớt nè. Sử dụng bộ máy cơ nha, chống nước 5 ATM. Sợ kính của nó sau này bể thì không có thay được, anh em yên tâm, mình sẽ thay kính một lần miễn phí cho anh em luôn. Thì là bảo hành máy là 5 năm và bảo hành cả cái lỗi người dùng nha. Ví dụ như mình rớt bị hư thì bên mình bảo hành cho anh em luôn. Sẽ được tặng kèm một cái bóp đựng đồng hồ đi du lịch như mình. Con đồng hồ này thì nó sẽ độc lạ sang và anh em mang đi trong những trường hợp mà đi tìm. Hiện tại vào video là một cái video thực tế, nhìn vào con rồng á thì nó rất là sáng nè anh em à. Nếu anh em muốn mua cái giá tốt về con đồng hồ này á thì nên livestream sẵn sẽ được cái giá tốt nha anh em.